Rồi. Hôm nay chị chuẩn bị cái bàn, một miếng rượu nè. Chị mới tâm sự được với tụi em. Nghe nói bữa giờ tụi em nhắc tên chị đó, lân lân thì chị mới nói chuyện với tụi em được. Tụi em khoan bóc chị nha. Theo khoa học chứng minh á, thì một ngày mình uống một ly rượu vang đỏ là có lợi ích cho sức khỏe. Còn muốn lợi ích như thế nào, muốn biết á, thì lên tìm chị Google. Hoặc là để máy tập sau có gì chị giải thích sau. Đọc và chị lướt qua, nhưng mà lướt qua hoài á, mà có nhiều cái chị đọc xong chị tức, mà không nói là nó tức dữ lắm, nó tức kỳ cục lắm. Cho nên á, ngày hôm nay chị mới ra cái clip này. Thanh xuân như một chén trà, sống không cà khịa là trà mất ngon. Mà chị đó giờ mang tính là cà khịa rồi. Các em nhớ cái clip mà chị đi event cách đây mấy ngày không? Event Beauty Expo á, chị có đăng một cái clip catwalk. Chị là không có nằm vùng trong mấy cái group mà thế giới, thời trang gì đâu nha. Có một cái bạn up cái clip của chị. Cái bạn nè, bạn up cái clip này là bạn chị gửi tin nhắn qua, chị thấy cần gửi Minh Tú qua cho Naomi dạy một khóa work làm sao để hai chân khép lại và đánh vai hông sao cho đều. Cái khẽ hở ở ngay chân chắc để quyển sách vô được luôn á. Nhưng bù lại body đẹp quá. Minh Tú xin được phép, mạn phép trả lời câu hỏi này của bạn. Nếu như mà mình được chị Naomi dạy á, thì đó là một cái vinh hạnh và một cái phúc hạnh mà mình coi như tu mấy kiếp mới có được. Cho nên nếu mà mình được gửi gặp chị Naomi dạy mình một buổi thôi, mình rất là sẵn sàng, mình book vé máy bay đi liền. Mà nhắc khéo bạn, nếu mà cho nên nó có gì á, bạn á, dùng cái mối quan hệ rộng rãi và cái sức mạnh của bạn á, làm ơn nhắn chị Naomi nhận mình dạy mình một buổi nha. Mình sẵn sàng đi học liền. Cái thứ hai, làm sao để hai chân khép lại và đánh vai hông sao cho đều. Con người á, mình sinh ra á, mỗi người sẽ có một cái cấu tạo cơ thể nó khác nhau. Có người môi mỏng, có người thì môi dày, có người thì mắt dài, có người mắt ngắn, có người mắt nhỏ, mắt hai mí, mắt một mí. Thì đùi cũng vậy, có người đùi đầy, có người đùi má trông nó lép. Thì cái đó là cái cấu tạo cơ thể rồi. Và để mình thừa biết chứ, chân mình thẳng nhưng mình thừa biết cái má đùi trong của mình đó, khi mà mình không có tập nhiều á thì nó sẽ bị teo. Mà nó bị teo thì giữa nó có cái đường hở, nhưng mà cái đó thì khó nó mới khắc phục được. Chứ bây giờ bạn đứng thôi, hai cái má đùi bạn có ép vô được không? Chừng nào ép vô được đi rồi nói chuyện nha. Không phải ai cũng ép vô được đâu. Đi chéo hai chân qua để khắc phục không? Nhưng mà nếu mình đi như vậy thì nó bị chéo quá, thì lúc đó lại mang tiếng là đi kỳ, đi dị dạng. Đánh vai hông hơi vậy sao cho đều, cái đó là cái signature của mình rồi. Trong cái giới, trong cái định nghĩa, chưa bao giờ có định nghĩa catwalk nào là đẹp hay là nào là xấu á. Chưa bao giờ ai nói đúng hay sai hết. Cho nên là mỗi người sẽ có một cái cách cảm nhận riêng, và mỗi người sẽ có một cái cách đi catwalk riêng. Không có ai đúng mà cũng không có ai sai hết, đúng không? Mình nói vậy được chưa? Có một cái bạn bên mình nhắn là mỗi người có một cái signature walk khác nhau, không ai giống nhau mới đa dạng. Thì cái bạn, có một bạn tên là An Vũ mới nói lại là nhưng catwalk như vậy là sai, không có thể bin được. Mình hỏi bạn nha, ở đâu đưa ra cái định nghĩa catwalk nào là đúng, đi sao là đúng, đi sao là sai, đi sao là đẹp? Mọi thứ nó thời trang còn chưa có định nghĩa mà. Ngày xưa cách đây mấy chục năm về trước á, người ta nói con trai bận váy là sai, nhưng mà giờ bạn thấy không, thế hệ bây giờ thời trang đàn ông bận váy nó bình thường, nó còn gọi là thời trang fashion nữa. Cho nên chưa bao giờ có ai có được một cái định nghĩa là đi thẳng lưng là đúng, hay là đi mà bị lắc vai nhiều là sai. Bạn làm thầy giáo mà, hay là sao mà bạn nói được là đúng hay sai? Chừng nào mà mình chứng minh được cái gì nó đúng hay sai mới được nha. Chứ hồi đó giờ chưa có ai nói là catwalk là đúng hay là sai á. Chưa có định nghĩa đó, chưa có một cái quy tắc nào vậy hết á. Trời ơi. Một cái loạt hình mà mình chụp áo cưới cho nhà thiết kế Trung Thanh Phong, với lại T Studio thì nhiếp ảnh da và make up là anh T Lê. Đẹp, nhưng ảnh nào cũng có thấy một biểu cảm comment là
Minh Tú chụp ảnh có một màu, môi hở có một kiểu. Minh Tú yếu hết luôn, catwalk cũng yếu, chụp ảnh cũng không đẹp. Thì cái nhiếp ảnh gia nè, nhà thiết kế nè, giám đốc sáng tạo của buổi chụp hình đó, mình chụp rất là nhiều kiểu nhưng mà người ta thích lựa cái kiểu môi hở như vậy là quyền lựa chọn của người ta, chứ mình đâu phải là người được quyền lựa chọn tấm hình nào đâu, đúng không? Rồi nhà thiết kế người ta thiết kế ra cái bộ sưu tập đó, người ta muốn chụp kiểu đó, người ta thích cái style đó. Mình là một người mẫu chuyên nghiệp thì người ta book mình chụp, mình nhận lời thì người ta muốn mình chụp theo cái style nào, cái thần thái nào, cái kiểu cách nào thì mình phải làm theo cái nhu cầu và cái yêu cầu mà người ta muốn. Chứ mình cũng có chụp ảnh cười mà, không tin lên Google search Minh Tú cười là ra hình mình cười liền, hoặc Minh Tú ngây thơ ra mình hình ngây thơ liền. Sau giờ mình diễn cười nha, đây mình cũng ngậm mỏ chụp hình được chứ. Còn cái môi mình dày nó sơn lên thì cái nó xích này, trời nó dậy rồi, giờ mấy chị của em sống sao. À quên nữa, hỏi cần tặng nước mắm cà khịa cho mình. Cuộc đời mình cà khịa đủ rồi, mình đủ mạnh rồi. Thứ hai, mình không có thích ăn nước mắm, không cần tặng nước mắm cà khịa cho chị. Lúc đầu tao cũng thích Tú, nhưng mấy con thỏ con overage quá, éo coi ai ra gì nên bớt thích luôn. Sẵn tiện đây á, thì cũng nhắn đến mấy những cái fans của chị, những người mà yêu thích chị. Một người mà người ta ghét mình rồi á, mình có làm gì á thì người ta cũng sẽ ghét mình thôi. Chị rất là cảm ơn các em đã luôn đồng hành và đã luôn bảo vệ chị. Nhưng mà bây giờ mình 2019 rồi, không phải cái thời mà tham gia The Face 2017. Mình không muốn cần phải tranh luận qua lại tốn thời gian. Chị khuyên các em luôn, cái thời gian đó các em rảnh, các em nghỉ ngơi, các em dưỡng da, các em làm những cái việc gì mà có ích cho sức khỏe, suy nghĩ lạc quan, hoặc nghe nhạc, hoặc học tiếng Anh, hoặc làm cái gì đó. Chị không có cần các em phải dành thời gian để cãi nhau với những cái người mà họ đã không thích mình rồi, thì cũng không cần tốn thời gian đàn gãi tai trâu. Có hiểu không? Cái điều mà giúp chị vui nhất là các em sẽ sống tốt hơn, các em sống lạc quan hơn. Mình ai trong mình thì cũng đã là người luôn là có những cái khiếm khuyết, nhưng mình phải nhìn nhận ra cái việc đó là mình phát triển hơn. Mình không có cần trở thành người này, mình cũng không cần trở thành người kia, mình chỉ cần trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình hàng ngày, mỗi ngày là được rồi. Còn về phần chị, nếu mà các em yêu thích chị, các em cứ việc ủng hộ cho những cái sản phẩm cũng như đồng hành của chị trong con đường, nếu như chị vẫn tiếp tục trong cái sự nghiệp người mẫu hoặc là sự nghiệp diễn viên sắp tới của chị là chị đã vui lắm rồi. Chứ còn cãi nhau chi, nghiệp tụ vành môi, lôi thôi để con khác nó đánh, mình là sống sang lên, đúng không? Có một bạn toàn võ, Minh Tú giỏi nhưng mà giỏi về nói chuyện mất dạy. Thì mình đi chơi game show hoặc mình đi đâu á, mình gặp người lớn mình cũng thưa chào anh chào chị, mình đi về thì mình cũng không biết là mình mất dạy chỗ nào, mình cũng biết là mình có mất dạy không, nhưng mà nhìn bạn là biết bạn nhỏ hơn mình mà bạn kêu Minh Tú con này con kia mất dạy là mình thấy cơ bộ bạn cũng được dạy dữ lắm á. Ví dụ supermodel siêu mẫu rồi đó, để chị uống miếng chị giải quyết đi. Chị nói nhiều quá. Có một bạn nói á là không nhờ The Face Đài Loan thì tao không biết Minh Tú là ai. Mình đâu có bao giờ tham gia The Face Đài Loan đâu, mình tham gia The Face Việt Nam 2017. Còn cái việc mà mình rất cảm ơn chương trình đó vì đã mang mình đến gần với khán giả hơn, và mình có một cái lượng người yêu thích cũng như là không yêu thích mình, và mình cực rất là vẫn luôn nhớ về cái chương trình đó vì nhờ có chương trình đó mà mọi người biết đến mình nhiều hơn. Minh Tú nổi tiếng với những bước catwalk sexy, bốc lửa, hoang dại và thu hút. Đánh vai hông rất dữ dội, body đẹp nên đi nhìn rất đẹp nhưng méo tôn đồ. Trước khi mà chị tham gia trình diễn một cái show nào đó, chị luôn hỏi nhà thiết kế rằng là anh muốn em trình diễn như thế nào, anh muốn em make up như thế nào, anh muốn em làm tóc như thế nào. Nhiều nhất là sơn Trung Thanh Phong. Trung Thanh Phong thì các bạn cũng biết là show anh Trung Thanh Phong thường những cái đồ nó rất là sexy. Và anh Phong thích cái Minh Tú trình diễn như vậy. Mình có thể trình diễn ở những cái phương diện khác, ví dụ như trình diễn cô dâu cũng được, trình diễn áo dài cũng được, trình diễn
áo bà ba cũng được. Nhưng mà anh Phong, nhà thiết kế, người ta thích mình trình diễn sexy thì mình trình diễn sexy thôi. Nó trở thành một cái signature của mình, giống như mọi người nói tới môi giày thì nhìn tới mình thôi. Các bạn muốn so sánh mình với ai đó là quyền của các bạn. Mình không bao giờ muốn đi so sánh bản thân mình với ai hết. Tại vì mình chỉ muốn so sánh bản thân mình với mình thôi. Tại vì mình muốn tốt hơn mỗi ngày, đơn giản là vậy thôi. Tao thấy cái hông Tuấn cứng ngắc thì cái hông chị bằng xương thì phải cứng rồi, làm sao nó mềm được. Và cái độ thở giữa hai chân vai quớp là lệch, mãi mãi lệch. Chị nói rồi, cái độ hở giữa hai chân đó là cấu tạo của chị rồi. Em hiểu không, chuối thì cũng có nhiều loại chuối, có chú sứ nè, chú ta nè, chú cao nè, chú già nè, đúng không? Thì người không có nhiều loại người. Nói chung á, trước khi mà mình nói gì á là mình tìm hiểu xong mới được nói. Hồi thi chụp ảnh bồn tắm bên Asia Next Top Model, nếu là tao, tao sẽ chấp nhận linh hoạt xíu để đa dạng nhưng vẫn đưa vào cái quyến rũ tự nhiên. Còn Tú thì kiên quyết bảo vệ cái sexy signature đã xây dựng, nên thôi chém gió cho vui thôi, chứ làm nghề tới giờ mà Tú không nhìn ra được thì ai nhìn giúp đâu. Nếu sau này Tú biết chắc sẽ có những đứa fan Tú nhưng vẫn tiếc vụ catwalk của Tú vì cảm giác không đủ. Mà mày là một trong những đứa đó, tao gấp thêm một shot luôn. Từng cái nha. Thật ra chị xây dựng cái hình ảnh sexy, mạnh mẽ, cá tính, nó phù hợp với chị. Chị thử qua nhiều cái phong cách khác nhau rồi, nhưng cái phong cách đó chị hợp nhất. Bây giờ em kêu chị làm bánh bèo, chị làm được, nhưng mà chắc chắn chị sẽ không làm đẹp bằng người khác rồi. Còn chị làm sexy, đó là thế mạnh của chị, nó là cái signature. Để xây dựng một cái thương hiệu cho mình nó không phải điều dễ nha, em nên nhớ điều đó. Dù là nó như thế nào nhưng để người ta nhận dạng ra em, ừ, nhìn vô cái đó, cái style đó, cái kiểu đó mà biết là Minh Tú. Em để làm người ta nhớ điều đó của em nó rất là khó. Còn khi mà em coi cái clip chụp ảnh bồn tắm trên Asia Next Top Model 45 phút, 1 tiếng, em biết được cái quá trình nó như thế nào hả? Em đã coi qua truyền hình thực tế rồi, em phải biết là nó sẽ cắt giận như thế nào chứ, đúng không? Không lẽ một người suốt ngày 13 tập lúc nào cũng giỏi, nó professional hết, làm sao mà được? Trong một bộ phim phải có những cái bi kịch, phải có những cái drama, phải có những cái kịch tính thì người ta mới xem, đúng không? Chị không đoạt quán quân thôi, cái số của chị là không có được quán quân, nhưng chị vẫn ở cái ở vị trí thứ hai. Giờ mà người ta vẫn công nhận cái hành trình đó của chị là được rồi. Tiếp theo nè, mặc dù Tú nói mỗi người có mỗi kiểu catwalk khác nhau, walk sao mà bản thân thấy đẹp là ok, nhưng với một model giỏi, bạn đi đẹp không? Không phải là tôn lên cái dáng bạn đẹp, mà bạn đi đẹp phải để cho bộ đồ bạn đẹp và người ta nhìn vào muốn mua nó. Khi walk bị over đồng nghĩa người ta nhìn vào bạn nhiều hơn là bộ đồ bạn đang mang. Điều này làm bạn nổi bật nhất, nhưng những stylist sẽ không thích điều này. Thử hỏi bộ trang phục đầu tư chất xám và công sức hưởng đến vẫn là thu lợi nhuận và người ta bán ra cũng chỉ là bộ đồ chứ đâu bán được con người mẫu. Đúng, những cái gì em nói là đúng. Khi mà mình làm một người mẫu á thì mình phải catwalk sao mà để người ta tập trung vào bộ đồ, đúng không? Nhưng người ta chọn em để làm một cái điểm nhấn, hoặc là chọn em để làm một cái thông điệp để gửi đến cái idea của cái bộ sưu tập đó, và người ta yêu cầu em trình diễn theo cái kiểu mà người ta mong muốn. Ví dụ như cái thông điệp của người ta là cat in the city, thì cat là con mèo á, lúc nào nó cũng sẽ phải đỏng đảnh, thì không lẽ em đi như một cái xác chết. Khi nhà thiết kế người ta nói ừ anh muốn em đi như một con mèo á, anh muốn em sexy, anh muốn em nổi loạn, thì mỗi người sẽ có những cái sexy, những cái nổi loạn khác nhau. Không, chưa bao giờ có giới hạn như thế nào gọi là sexy. Mỗi người sẽ có một kiểu, chưa chắc hở hết tất cả gọi là sexy. Cân nhắc, mình đừng bao giờ đứng nhìn ở một cái việc gì đó ở một khía cạnh, mình phải đứng ở nhiều khía cạnh khác nhau. Mấy em sẽ luôn nói chị là đi nước ngoài trình diễn một cái show nhỏ, những cái show ngoài chợ. Ok, show nhỏ của chị mà chị được trình diễn cho Oscar De La Renta là cái niềm vinh hạnh của chị rồi. Được các báo tung hô siêu mẫu mà cà khịa với người ta hoài, suốt ngày cứ tung hô mình là siêu mẫu. Trời ơi, nói nghe nè, thì tôi đi thi cuộc thi siêu mẫu Việt Nam, tôi được giải bạc, có bằng chứng nhận đàng hoàng luôn, người ta kêu là giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2013. Thì gọi là siêu mẫu rồi, siêu mẫu Việt Nam bây giờ bộ văn hóa cấp, ban tổ chức cấp, bây giờ không gọi siêu mẫu Việt Nam thì gọi là gì? Gọi là gì? Miss Supermarket hả? Suốt ngày cứ nói mình là hoa hậu, cũng mắc cười.
và tôi chưa có đi thi hoa hậu nào ở Việt Nam hết. Nhưng tôi đi thi hoa hậu ở cái cuộc thi quốc tế, cuộc thi Miss Grand National á, ở Ba Lan á, là được bộ cấp phép đàng hoàng, có nghĩa là không có thi chui. Tiếp theo giờ người ta trao cho cái giải Miss Grand National Asia, thì mình dịch ra là hoa hậu, dịch ra tiếng Việt là hoa hậu siêu quốc gia châu Á, thì dịch đúng là vậy rồi chứ đâu có dịch sai đâu mà chửi, nói nó đúng rồi mà. Tham gia chương trình Asia's Next Top Model là chương trình gì? Asia là châu Á rồi, bây giờ không biết là trong đó nó có nước gì, nhưng mà cái tên nó là châu Á thì mình gọi mình là người mẫu, top người mẫu hoặc siêu mẫu, cái đó mình không biết, tự mọi người dịch ra là siêu mẫu châu Á. Cuộc thi tìm kiếm người mẫu châu Á thì nó ở châu Á rồi chứ đâu phải ở Đài Loan đâu mà kêu Đài Loan. Bạn Trần Kevin nhắn là bả nhờ cái body đẹp nên đi nhìn sơ qua tưởng đẹp thôi chứ nhìn kỹ thấy gớm. Nhìn kỹ chưa mà biết thấy gớm, chứ nhìn kỹ chưa biết thấy gớm. Thấy body đẹp là được rồi, đâu phải ăn có body đẹp. Để có vị tình đẹp khó lắm anh nha. Đẹp tự nhiên, không tự nhiên mà đẹp anh nha. Hello hello. Có một bạn up một cái bộ hình mà hôm bữa mình đi cái sự kiện ra mắt sản phẩm dòng dưỡng da của I Am Cosmetics của nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Thì bạn nói là Minh Tú đúng kiểu nàng thơ, chụp ảnh là ba 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 ba, nói chung là khen. Thì ở dưới đó thì bạn comment đó là khen nàng thơ thì không đúng. Sao định nghĩa sao gọi là nàng thơ? Chưa hiểu định nghĩa nàng thơ. Nàng thơ có nhiều kiểu, mọi người hiểu theo một nghĩa riêng. Ví dụ mà hiểu mình là nàng thơ của anh Trung Thanh Phong thì cũng đúng, thì mình cũng từng là nàng thơ của anh Trung Thanh Phong một cái thời gian rất là dài, và trong không biết tương lai sắp tới như thế nào mà hiện đã và đang là nàng thơ của nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Hai show vừa rồi mọi người nghĩ rằng là mình không tham gia bởi vì mình không còn là nàng thơ nữa. Các bạn sai rồi. Hai show vừa rồi mình không tham gia vì mình bận đi đóng phim. Hôm nay giờ mình chụp màn hình gửi cho bạn coi, mình bận đi đóng phim. Nàng thơ cái gì? Nàng thơ của ai? Xin lỗi hơi phủ nhưng Minh Tú bắn ảnh một màu một biểu cảm ai cũng biết mà. Mình chụp được đồ high fashion ca 2011 đi, mình chụp nhiều lắm. Mình chụp được đồ cưới, ít nhất là các bạn cũng đã coi đồ cưới của mình của nhà thiết kế Trung Thanh Phong nè. Layout sexy, những layout hồn nhiên, nhí nhảnh. Mình đã trải ra rất là nhiều layout khác nhau, nhưng mình dừng lại ở cái chỗ mà mình cảm thấy mạnh nhất. Mình chỉ có một cái mặt thôi à. Một cái mặt nó có thể biến hóa đa dạng với nhiều layout khác nhau, không có nghĩa là một cái mặt có thể tự nhiên cái mình hôm nay mình biến thành bánh bèo là mình phải được đẹp như Song Kyo, làm sao mà được. Cái mặt mình sao giống Song Kyo, người ta là ngọc nữ, mình là Minh Tú, thì mình chỉ có thể lấy cái idea một chút xíu thôi, chứ làm sao mà làm được giống như người ta. Giống như giờ bạn hóa trang hình Minh Tú hóa ra không, ta được cùi color world, những cái đầm xinh quá, ai biết của brand nào không vậy. Đầm này, đầm cái bữa mình đi sự kiện dưỡng da đó là của anh Trung Thanh Phong. Các bạn nói gì? Make up, trang phục, cảnh không hợp. Trời chị tốt có mấy đứa. Chị đi event ra mắt sản phẩm dưỡng da make up lọt. Đúng không? Bận đầm nó ngắn gọn, nó nhẹ nhàng, nhìn nó trong sáng, nó gần gũi với thiên nhiên. Da mà lúc nào cũng là cây cối, hoa hòe thì nó phải trong sáng. Chứ giờ make up đậm rồi bận đầm đưa cá đến ai coi, ai thỉnh. Trời ơi, lúc mà mình diễn cái đó chắc mấy bà kêu trời ơi má này lố, má này đi event không có coi xem là đi event gì. Mình làm lố phải làm lố đúng chỗ, làm lố sai chỗ là mình sai chứ không phải ta sai. Mấy em đang chửi chị là chị cũng không biết mấy em đúng hay sai, mấy em hơi kỳ. Nhiều bạn nói là Minh Tú không hợp với kiểu bánh bèo. Thật ra thì cũng đúng đi, tại vì thật sự mình làm bánh bèo sẽ không đẹp bằng mình làm những cái layout đậm, những cái layout sexy, tại vì cái đó là cái phong cách mà mình theo đuổi và các bạn đã gần gũi với cái hình ảnh đó của Minh Tú rồi, cho nên khi mà mình thay đổi ra một cái mới thì có thể nó sẽ không đẹp bằng và có thể các bạn sẽ không có thấy nó quen, đúng. Cái này mình đồng ý, chấp nhận. Mình thấy Tú không hợp concept này, Tú hợp kiểu sexy nóng bỏng ngầu. Bạn này nói đúng, mình thừa nhận điều đó. Cái nào đúng mình nói đúng, mà sai mình nói sai. Bé này comment dễ thương nè. Gu của mình không phải bà này nên mình thấy không có xinh. Đúng luôn, không phải gu sao thấy xinh. Đã không ưa là cái gì cũng không ưa hết á.
tao vẫn chưa hiểu vì sao I'd rather hand get more hater. Đơn giản câu chuyện tao mới nói là hate me now or hate me later. Other people fuck đó, bởi vì tao không mát trên sân thừa. Ông nhìn con mày ở dưới ngửa cổ lên cao của thân thư nhân nhựa. Một phần vì đó cũng là động lực không nhỏ để mà tao phấn đấu. Bên cạnh đồng tiền thì mày là một thành phần để mà tao bước lên sân khấu. All five, all six, but a rap. Một cánh bước sang, all seven. All the way, all nine, but ten. Nghe tao lửa bước sang. Mày đổi thế nào nếu được tao khi mà mày chạy mà đồng tiền hơi nhức như nước. Vừa chơi giết thế này là thật lặn hay tao bơi tao cũng chấp mày bơi chưa. Nhưng mà tao nói mày nghe này. Ghét tao dù các bạn mày ghét theo. Thành công là bài toán chọn chỉ ghét và tao biết bài hát nó sát theo.